Chúng tôi nhìn thấy đằng sau khoảng trống để lại, nỗi vất vả gồng gánh chữ nặng không thể gọi tên. Sự hy sinh âm thầm nhỏ bé không cất lên lời. Và những giấc mơ dang dở vì gánh nặng nợ nần chịu nặng. 4 tháng trước, để bảo hiểm người vay vốn BIC Bình An viết tiếp giấc mơ của gia đình bạn. Đôi khi bạn không biết hành động của bạn ngày hôm nay sẽ là bước ngoặt thay đổi kế hoạch và tương lai của những người mà bạn thương yêu nhất. Bảo hiểm người vay vốn BIC Bình An luôn đồng hành bảo vệ, cất cánh tương lai của bạn và cả gia đình. Bảo hiểm người vay vốn BIC Bình An gửi chọn niềm tin, bình an cuộc sống.